chuyện nhỏ đi. Đừng nói, đừng nói. Chào cái khán giả của bên trong cái sò. Đi ra ruộng này con này. Trưa nắng nắng và đi đâu biết được. Bà đi không lẹ mà. Đi đây. Không quen nha. Không quen. Bà đi đâu đây? Bà biết. Ý là bà đi đâu? Bà đi đâu một cái? Bà ra một cái là biết. Bà tôi cá tông. Dạ mẹ. Bà đi ra một cái bà chắc không ra. Con nói bây giờ bà đi biết. Để cái chết bà lời con bé bà lời lắm. Bà đi đâu? Bà đi ra một cái. Bà nhà người ta giết xe rồi. Bà đi đó bị tai mà bà đắp không rõ ràng. Con hát mát con quả bây giờ là bà vô đâu không cài đâu hết bà. Vô vô nhà chứ. Nó tu vô nhà cái là nó cái tiếng con người ta nhảy con. Tiếng tôi nói vô vậy á. Tao mạnh ơi. Nó con là tao. Tôi tám đâu. Thì tôi tám đâu. Tôi tám đây tao vô đâu. Tôi tám vô đâu nè. À tôi tám à. Tao đi đi vô coi nhà. Nó không có này cho không phải con tâm thì nó hỏi cậu đi. Đi vô coi nhà có gì lấy đồ. Mở nhà đi. Đồ ăn không có gì hết. Không có cái gì hết, tao đâu phải. Không có cái gì. Không phải con tâm mà sân bạ gì. Nó không cho tôi đời đời mà. Tưởng cho cây mà. Nó không cho bạn cho. Con tâm tôi không biết là cho. Đầu hay quả dài là nó không có chân tay. Quả không có biết, quả không có tay đưa. Quả đó. Trời ơi anh. Mà chưa tôi rồi. Chạy chạy là ghê. Anh đưa tàu dây. Đưa tàu mà nó xuống bó. Nào mà tàu có chứ không phải con tàu. Đưa nọ dây con. Đâu có nọ nó luôn mà. Quay vô quay vô. Chí bà bầu chạy nó mới tới đây. Ô chú à. Nó dám tôi gạt tay nhà trời. Đưa tàu nó dám tôi. Tại tái cũng dám luôn. Ôi trời ơi, cái quả
Rồi cho 2 triệu. Cho 2 triệu chị nước. Ôi cho dài dạ con cam thiệt của bà ngoại. Con bé. Con cam thiệt của bà ngoại cái mà khóc mà con chân con. Không phải quá bà ngoại. Bà ngoại dí con không mệt quá. Người ta đang có em bé mà. Thì bà biết rồi. Đang có em bé mà dí chạy bà ngoại dí bà ngoại chạy con về. Mày cam. Con về. Con về bao giờ? Bà ngoại mày cam. Mày về đâu? Cắp con cháu ở đây đâu mà mày về. Được không chứ? À, ừ được không? Ai sao nói với con? Ai cho tao quản xuống cho bà ngoại tiền uống thuốc. Vậy thì còn ăn cho nghe không? Đâu. Nào bây giờ đi á, đi bỏ đi. Chồng con về ăn. Bỏ đi. Ai? Đi, bỏ đi. Ai giải sao con về đi về đây. Trời cha mẹ ơi. Bỏ đi luôn nha. Ai. Đi nha. Ai giải sao con về. Nói luôn mà. Ông đi theo nữa nè. Ông đi theo nữa nè. Không đi theo. Đi đi nữa hả? Đi. Đi, đi, đi xuống cái bóng trời đây. Đi ra ngoài ra ruộng ra đồng hoài ấy. Bà ra bà đốc 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 con đốc lắm đó. Rồi bữa giờ bà biết con về không? Ê, bà không biết con về mà. Cậu Tám không nói nè. Cậu Tám không nói luôn á. Cậu Tám về cậu Tám ra cậu Tám. Bị chụp cái tấm hình nữa. Cái nút quà trang nó bị. Dưới ngọt cũng không còn. Nó đang có bầu bì mà dí chạy thằng da nghe già. Con nước gì không có rồi trơn ngại. Không xuống ngồi dựng bóng em đi. Con máu không nè, cô với máu không nè. Giờ trở lại ngồi mày tính đi. Lên mày tính nữa đi. Ô bà ngoại còn khỏe lắm à. Với bà bầu chạy gần 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 luôn cô. Ô à biết ra cháu không có con canh nè. Con chạy. Cái gì là cái mà nó không dám. Con chạy không lẹ rồi đó. Giỡn giỡn gì. Ghẹo ra. Ghẹo bà ngoại một tí xíu mà bà bầu mệt luôn. Có biết đâu, có biết về đâu mà. Ô cái giấy con chạy gì mà chạy. Chạy chạy. Chạy qua tưởng bà ngoại. Bà đi ông nổi ai ngờ đâu có chạy gì mà bà chạy. Thằng cây á. Chồng con. Chồng con đó nè. Mấy không tới đường quả thì con. Thấy không nhìn kỹ lẹ quá. Em biết. Nói dài bà mới biết cho em biết cái đâu. Đúng rồi chạy gì mà dí chạy. Lan coi thử lục nồi cơm. Lục nồi cơm nào bếp cô có gì không? Cô bốn không có gì trơn á. Bà bà cắt em này á. Nồi cơm thì gì nồi không? Nồi cơm thì nồi không? Vậy là cái nồi cá là đem đi cắt vào. Nồi cá thì cắt chi để cho mẹ này đi. Hèn chi vậy là mình vô mình lục coi có gì ăn không? Lấy nồi cá cắt mất tiêu rảo. Thôi ta cá không. Má mua cá một con mà. Má mua cá đậu một con mà. Bà cắt. Con mèo chứ, giòn quá, thấy con mèo chi. Ờ, tính nó đó bà cái con nồi mà đây mà nó cháu mà kêu chú tóm thì không phải quan tâm. Con chạy giấy lắm mà. Ôi trời, đồng đâu rồi. Chạy giấy con mà. Ồ, ở đâu? Đứng đứng im im vậy nè. Cái sao nó chụp con lẹ, cái sao có con bỏ. Dí, dí chạy. Lùa mà bầu chạy không kịp à. Cái chân lẹ cơ, cái bầu đắp nên biết con xanh. Chứ sao ngoại biết con có bầu? Biết đó, ngại lắm. Chung cho mẹ con nhiều chuyện dữ nè. À, cô bấm con nói. Trời, giải là con về má đi đây. Con về mẹ con đi đâu? Về tay đồ đẹp đi, chở lên chảy ăn cơm nè. Chở ăn cơm, tao làm để bà bà về. Dạy bây giờ á là... Chúng ta bà bà giờ đi bà bà ăn ăn ăn. Ngày mai á, dựng bóng cho cô bóng á, đám cửa đầu. Bà ngoại lên chạy ngỡ. À, đám cửa sổ. Đám cửa dưới đây rồi cô bóng người dừng bóng qua rồi bà ngoại lên chạy ngỡ với mẹ tính. Đi, ôm đi luôn. Đi. Đi đâu? Bé lên xe chở lên chạy. Chở đi vậy con đi. Thôi để tao bà chở bà lên. Tao cũng vừa tao rồi bà ngoại kêu bà ngoại buồn ngủ bà ngoại không lên. Bà ngoại lên bà ngoại đủ. Để tao đặt tiền vô túi đi. Tí lùng tay xuống nè. Đặt tiền vô túi. Ờ, ờ. Hôm nay tí về, tí thằng gót tao. Tao ngủ đi, tao ngủ đi. Dạ tối. Dạ tối nay chở lên chạy ngồi ở đây luôn nghe. Tao ngủ chung, tao vô nó ngủ. Đợi nữa nha bà.
mất mới vô chị bữa rồi đi ra cả chút còn lại cho một cái đây đây bà ngoại của mẹ tính nè, là mẹ của mẹ tính nè, là nhà dựng bốn nè, là cũng không chịu ở gần đây bước mấy bước không ở lên mẹ tính cũng không chịu luôn. Con về sao chứ còn tới nữa mất thành con à, ở trắng không có gì. Con về rồi tới tháng 9 giữa ba con không về nữa. Con Nam rồi tới tháng 9 này nè. Đấy là con xin ở trắng chứ không phải về tài quà tài nhà tới tui nè. Đấy ở trắng xin chứ không về mà. Không, con xin sang rồi em bé gỡ về đây cho bà ngoại nuôi. Bữa bà ngoại nói kêu đẻ bà ngoại nuôi mà. Được. Rồi tiền nào nuôi đâu. Được, phải nuôi. Tiền nào nuôi. Phải nuôi. Con thở ba không đẻ cho mày đẻ. Ấy tiền nào nuôi đâu. Nuôi con tính tiền không có từ bà ngoại đi kiếm tiền bà ngoại kiếm. Bà về bà nuôi cũng được ra tiền. Chảy luôn á. À. Ờ đó chảy. Sao rồi đang đang vỗ nó ngủ rồi ơi với dầu cái hỏi ủa mày con nghe nữa chảy luôn á. Con nghe từ mưa ta nó con tao bà của bà. Ra hỏi bà có nên tao bà. Cháu cố chứ. Tao cố của bà tao chi. Đã bây giờ về tay đồ đẹp đi, chở lên mẹ tính chơi. Để ông thấy bà chào. Con mà. Chạy rồi mẹ con vô rồi cỡ nào mà, con đi. Nếu mà thó bụng còn nhám còn đi được. Sáng mai con đi rồi. Tính tính về thó về cho ra con về cùng được mà. Thó nữa thì bụng còn nhám còn đi. Tái con về cũng được mà. Được. Cái đại lớn con nói vậy rồi con có rút máy đi con đi vô rảnh con máy đã không? Đó là mà sao thấy rồi cô. Ôi, nó giả kiên khom, nó giả đủ, không biết con tình áo mà. Mấy người không tin rồi chạy giấy miếng sao. Giấy bà bầu chạy không dài, dài bà bầu mệt quá cỡ. Thở không nổi, đi không nổi, để chạm nổi nữa là sợ. Sợ té quá là tao kêu dừng lại cho bà ngoại cho đầu. Ôi, trời ơi, nó giả nó không biết rồi, nó nói chung tóm chứ. À, tại giờ không phải con tành. Cái bên cậu lộ ra sao? Cái bên cậu tối là lộ liền. Là tiền vô đi để cầm bào đất vừa đó. Cho bà ngoại nhất bà ngoại uống uống thuốc nha. Thuốc lâu lâu rồi thuốc thần kinh. Con nấu cho nó ăn biểu im mà. Nó nói ra ngoại biết sao. Ngoại lên cây cãi xe này lên cảnh ra ngoại. Ý là giờ cái xe này ngoại đi được không? Cho ngoại chiếc xe đó. Trời ơi, cỡ này mình lên xe mình đạp số mình đi thôi chứ. Trời mẹ ơi, tâm làm cái tàu nào con. Mẹ thì không thấy đường. Quả mà con mẹ phải tỏ thì quả cũng đỡ nữa. Bị bắt con té con mẹ không thấy đường đó. Đánh chân thấp chân cầu. Con cha, mai chân thấp chân cầu đó, giấy con chạy hàng vàng mà chân thấp chân cầu. Con không chân tay, thì bà chạy bà giấy biết sao chứ không. Giấy gì mà giấy mới đầu nha hỏi mình đi ngon quá cậu hỏi cô tây cô là cô nò vậy cái mới đầu cô xong họ cứ kêu chị nò vậy cái họ cứ tới em nò vậy cái họ đứa con là con nò đây cái đứa cháu nò đây bà nó giả tiếng khom chứ không biết con cách luôn. Ôi trời này chị mới trả biết mấy ngày cũng ngay tiếng khom tiếng khom ơi ngay không ngay gì đâu còn ngay dân dễ thì không ngay tiếng khom tiếng khom cái tiếng đầu cái tiếng tành thôi mà còn được chạy kêu xuống xuống nằm bà ngoại tiếp chứ biết bà ngoại đi là không có lên chảy được không lên được mà má đi sài gòn kia cũng không lên luôn mà chạy không được đây đứa nào chờ đây còn chờ xuống bà ngoại dí dí trời ơi tao con đi về đã con về đây con đi về chứ tối con bốn nghìn bốn lên chơi bà ngoại cái lên thì xuống chở lên nghe lo mất chị tới tắt con đâu qua nó tốt giải xong rồi trời tắt giường bấu đâu lai anh giường bấu cho cô đây trời bữa giải cho nó đi giải cái gì đâu mà.
Tao đi về mà tao về dẫn cho cha mẹ tính đi ruộng. Tao bây giờ không có giấy nữa, tao con đây đây cái con giấy trả cho mày. Được không? Chạy, chạy, đứng ăn chạy nữa. Tao giờ con khỏe rồi nè. Chứ nãy con mày cũng thở không mày? Giấy con bầu chạy đỏ mà. Đi nhanh cực kỳ luôn mà con, theo cái tay con bự ra nè. Theo cái tay con bự con chạy ra nè. Đi qua bên thành lập em cúng mà. Mà cô với bà đi á. Bà đi, bà đi trước. Bà đi một khúc cho anh á. Từ cô đi qua cái chỗ. Thì vậy mới nói là bà cô đi một khúc. Ông chiếc. Ông chiếc kìa, ông mới nói vậy, ông nói nhậu uống cà phê mà nấu nó cá cái tụ quay phim thì quay cái bọn đi chợ đó. Bên ông này ông biết rồi, ông đi công tác mà nấu uống cà phê nên cái bộ phim quay cái bọn đi chợ bò đâu phải mà ông đặt từ giờ mình ở yên tay chị mình mà anh nấu nào nó cũng uống cà phê nó nấu tiệm. Anh này bằng đồ cạp luôn nè, đồ tím liệm tím liêm luôn nè. Nói ra chứ ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Chừng nào chừng nào giữa ba con thì lên chơi nha. Giữa ba con không lên chơi chúng ta giữa chơi. Nhưng mà lên là phải ở lâu chứ không phải lên chút rồi về nha. Bây giờ ta bây giờ tháo chỉ cho bà Hân ngủ đi mà không gì hết. Tháo ra chữ rồi tuần thì tháo sáng rồi nó thẳng rã cậu rồi nó không có mãi. Tháo gì mà ngoại? Ừ để chạy cậu luôn bái luôn cái máy rồi cậu. Trời 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 thấy mà vừa đồng bà mà dòi 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 như bà lễ rồi đó. Được, tắt nén đi. Bà Hăng, bà trên kia, bà Hăng, bà Nhăn rồi. Người ta chung thủy mà, người ta không muốn mà. Bà nó chạy ta, nó trời xanh xô đắt để dạy con nè. Dạy cái con đi mày. Dạy ra chồng con ấy, đã nhanh đi. Không, chồng con chưa về, tối nay mới về tới nay. Cái vậy đó vậy? Vậy con không ơi. Vậy ngoại, tao cái thúc biết ra dẫn. Ghẹo bà ngoại dí chạy mệt quá. Thở không nổi luôn á. Rồi bye bye cả nhà.